Nhắc lại một tí về kiến thức của bài 1 này, là sự phụ thuộc của Y và U. Gần như là ta học lý phần điện thì ta đã biết rồi, Y là gì và U là gì rồi đúng không? U là hiệu điện thế đúng không? Đơn vị là gì? Đơn vị là vôn. Và đo hiệu điện thế thì bằng gì? Vôn kế, ký hiệu là V, xong đóng hình tròn như này. Được chưa? Vậy đo hiệu điện thế là dùng vôn kế. Và phải như nào? Mắc song song. Như vậy là muốn đo hiệu điện thế của một thiết bị nào đấy thì ta phải mắc song song vôn kế với thiết bị cần đo. Đúng chưa? Ví dụ ta có một mạch điện như này, có một cái điện trở như này, thì để đo hiệu điện thế điện trở này ta phải mắc vôn kế như này, mắc song song. Đấy là các khái niệm cơ bản ta nhắc lại một chút. Được chưa? Tiếp tục là Y là cường độ dòng điện đúng không? Y là cường độ dòng điện này. Đơn vị của nó là gì? Ampe. Và đo cường độ dòng điện thì dùng ampe kế. Ampe kế thì mắc nối tiếp với thiết bị cần đo. Như vậy nếu muốn đo cái điện trở này thì ta phải mắc nối tiếp. Hai cái khác hẳn nhau chưa? Một thằng là mắc song song, một thằng là mắc nối tiếp. Ký hiệu ampe kế, vôn kế. Vâng, đấy là khái niệm ở các năm trước của ta nhé. Thì bây giờ ta có sự phụ thuộc của Y và U này, thì ta có mối quan hệ là Y thì tỷ lệ thuận với U. Người ta có thể ký hiệu như này, Y tỷ lệ với U. Không nói gì, nếu chỉ dùng từ tỷ lệ thì phải hiểu là tỷ lệ thuận. Còn nếu tỷ lệ nghịch thì phải nói rõ ra là tỷ lệ nghịch. Được chưa? Như vậy trước đây ở lớp 7 ta học toán ấy, thì có học về đại lượng tỷ lệ thuận và đại lượng tỷ lệ nghịch đúng không? Nhưng bây giờ người ta quy ước luôn rồi, là chỉ cần nhắc đến từ tỷ lệ thì hiểu là tỷ lệ thuận. Được chưa? Như vậy là Y thì tỷ lệ thuận với U. Tức là sao? U tăng thì Y cũng tăng. Và ngược lại, tỷ lệ thuận là cùng tăng cùng giảm mà. Được chưa? Và mối quan hệ khi làm bài thì người ta thường là có hai đại lượng. Y1 trên Y2 thì bằng U1 trên U2. Tỷ lệ thuận mà đúng không? Đây, Y1 với U1, Y2 với U2 cùng tử và cùng mẫu. Đấy. Thì thông thường bọn em sẽ làm bài bằng cái công thức này. Vì ta sẽ có hai cái trạng thái là 1 và 2 để ta tính ra bài tập. Được chưa? Còn đây là biểu thức tổng quát của nó, Y tỷ lệ thuận với U. Ở đây nếu có là giá trị thứ ba nhé, thì ta sẽ bằng gì? Y1 trên U1 bằng Y2 trên U2 bằng Y3 trên U3. Đây cũng là một cách viết khác này. Y1 trên U1 bằng Y2 trên U2 đúng không? Em để ý là đây là tỷ lệ thức. Nếu ta đảo vị trí hai thằng này cho nhau thì giống hệt thằng dưới chưa? Được chưa? Và nếu có cái giá trị thứ ba thì sẽ là Y3 trên U3 bằng đấy. Nhưng thông thường ta chỉ dùng đến hai giá trị thôi. Tiếp tục là đồ thị biểu diễn mối quan hệ này. Vì là tỷ lệ thuận nên ta sẽ có là gì? Chúng sẽ cùng tăng và cùng giảm. Nên đây là một đường đồng biến. Đây được gọi là đường thẳng đồng biến. Thế gọi là gì? Em nhìn thấy rằng U tăng, Y tăng này. 3 thì lên 0,6 này, 4,5 thì lên 0,9 này. Cứ U tăng thì Y tăng. Được chưa? Thế nếu người ta không cho mấy cái số này, ta chỉ cần biết này, 3 và 0,6 là gấp mấy lần nhau đây? Lấy 3 chia 0,6 5 lần đúng không? Đúng chưa? 3 chia 0,6 là 5 lần. Thế giả sử nó cho đây là 4,5, thì em lấy 4,5 này chia 5 thì có ra đây 0,9 không? Nếu cho số này là 1,2, em lấy 1,2 nhân 5 thì ra 6 không? Như vậy theo cái hình vẽ này ta sẽ thấy ngay được là gì? Y trên U thì bằng 1/5. U gấp 5 lần Y mà, thì Y trên U phải 1/5 đúng không? Thế nếu có Y rồi thì tính được U, mà nếu có U tính được Y không? Suy ra Y sẽ bằng U trên 5, còn U sẽ bằng 5Y. Đấy. Thế người ta cho số nào thì mình sẽ thay số đấy. Cho 1,2 nhân 5 lên là 6. Còn nếu cho 4,5 chia 5 ra 0,9 thì đấy chính là mối quan hệ giữa Y và U, là nội dung của bài 1 hôm trước. Được chưa? Đấy, thì những bạn nào chưa học bài 1 thì nghe qua lý thuyết và còn làm bài tập nhé. Bây giờ ta sang nội dung bài số 2 này. Đó là điện trở của dây dẫn. Điện trở của dây dẫn và định luật ôm. Được chưa?
Đây là cái hình vẽ của cái nhà bác học ôm thôi. Một là điện trở của dây dẫn. Điện trở là cái gì? Là khả năng cản trở dòng điện của một thiết bị. Điện trở là khả năng cản trở dòng điện của thiết bị. Được chưa? Đấy. Như vậy ví dụ em cứ hình dung là ta có một dòng nước chảy đi. Nếu là cái ống trơn thì nó cứ chảy tuột đi đúng không? Nhưng nếu cái ống đấy mà nó bị tắc chẳng hạn thì gọi là nó dừng lại, nước bị chặn lại. Có thể chặn hoàn toàn hoặc là gì chặn một phần đúng không? Đúng chưa? Giống như kiểu em bịp một lửa ống ấy thì chỉ một lửa chảy, một lửa thì không chảy được mà đúng không? Thế thì cái điện trở này cũng giống như vậy. Nó là khả năng cản trở dòng điện. Nếu không có điện trở thì dòng điện em cứ ví là dòng nước đi, nó chảy liên tục chẳng có sao cả. Nhưng vì có điện trở nên cái khả năng di chuyển của cái điện tích nó sẽ kém đi. Đấy. Được chưa? Và nếu điện trở lớn đến một mức nào đó thì không có dòng điện. Điện trở nhỏ thì dòng điện vẫn còn đi qua được, điện trở lớn thì không đi qua được. Hiểu đơn giản thế. Như vậy điện trở là cản trở dòng điện. Người ta có thể ký hiệu điện trở rất nhiều cách. Ví dụ đây là một này, vẽ như này, hai là vẽ như này này, được chưa? Và thông thường ta sẽ sử dụng cách ở dưới. Nó sẽ đơn giản hơn, đó là điện trở vẽ bằng hình chữ nhật. Được chưa? Đừng vẽ như này nhá. Rất nhiều bạn tiện tay mà, đừng vẽ như này nhá, vẽ này sai hoàn toàn. Được chưa? Đấy. Đơn vị của điện trở ký hiệu là ôm, chính là tên của nhà bác học này thôi. Cách viết chữ ôm. Đây là đơn vị của điện trở. Còn đây là các cách đổi đơn vị thôi. 1 ohm thì bằng 1 volt trên ampere. Lát nữa sẽ giải thích cái này. Còn 1 kilo thì là 1.000 rồi. Còn mega thì là chữ M này thì là 1 triệu là 10 mũ 6. Được chưa? Thế thì tại sao 1 ohm lại bằng 1 volt trên ampere? Thì theo biểu thức định luật ohm, I bằng U trên R. Từ đấy ta suy được R bằng U trên I. Mà U này có phải đơn vị là volt không? I này đơn vị là ampere không? Thế chẳng là ohm thì bằng volt trên ampere à? Được chưa? Tiếp tục sang cái phần điện trở của một dây dẫn. Cái này hiểu đơn giản lắm. Vì sao? Cùng một dây dẫn thì đương nhiên điện trở giống nhau rồi. Em có hai mẩu dây đồng, kích thước giống nhau, chiều dài giống nhau thì điện trở giống nhau. Nhưng nếu em có hai mẩu dây mà một là đồng, một là nhôm thì đương nhiên là vật liệu khác nhau thì điện trở khác nhau rồi đúng không? Dây ngắn cả dây dài thì điện trở khác nhau chưa? Đúng chưa? Kích thước to nhỏ thì cũng điện trở khác nhau không? Đấy. Như vậy sau này ta sẽ có bài học là tỷ lệ của điện trở là điện trở thì tỷ lệ với gì? Chiều dài dây này, tỷ lệ với tiết diện này và tỷ lệ với điện trở suất. Cái này là phụ thuộc vào vật liệu nhá. Em cứ hiểu đơn giản. Điện trở suất chính là vật liệu đi. Nhôm khác, đồng khác. Được chưa? Đấy. Còn chiều dài và đây là diện tích nhá, là dây to hay nhỏ đấy. Được chưa? Cũng giống như cái ống nước ấy. Ống to thì nước chảy khỏe hơn ống nhỏ thì còn gì đúng không? Nước được nhiều hơn mà. Đấy. Ống dài, ống ngắn thì thằng nào tốn nước hơn? Ống dài cái ống ngắn thằng nào tốn nước hơn? Ống dài tốn nước hơn vì sao? Nó sẽ mất một lượng nước để bám vào bên trong cái ống đấy đúng không? Ống đang đầu khô mà đúng không? Khi nước chảy qua thì ống sẽ bị ướt. Thế cái ướt đấy ở đâu ra? Một phần nước bám vào thành ống mà đúng không? Còn ống ngắn thì nó vẫn bám, nhưng nó bám được ít thôi. Còn đâu nó ra bên ngoài rồi đâu nữa đúng không? Đấy. Nên dài, ngắn và to nhỏ là đã ảnh hưởng rồi. Còn vật liệu thì nhôm, đồng, sắt nó khác nhau. Còn nếu ai học trong hóa thì nhớ được rằng là gì? Thứ tự dẫn điện là gì? Thứ tự dẫn điện của kim loại là gì? Có ai nhớ không? Bạc, đồng, vàng, nhôm, kẽm. Có nghĩa là bạc dẫn điện tốt nhất. Mà thằng nào dẫn điện tốt nhất thì điện trở lại là nhỏ nhất. Vì điện trở là cản trở dòng điện mà đúng không? Thế nó cản trở được nhiều nhất thì đương nhiên dẫn điện phải kém nhất chưa? Đúng không? Như vậy bạc dẫn điện tốt nhất thì điện trở phải nhỏ nhất thì nó mới cản trở được ít mà, được chưa? Đấy. Học phải liên hệ với các cái kiến thức khác thì mình nhớ được lâu. Bây giờ ta sang cái định luật ôm. Định luật ôm đơn giản lắm, có mỗi biểu thức thôi. I bằng U trên R. I bằng U trên R.
Từ đây về mặt toán học có thể suy ra được gì? U bằng R nhân Y và R bằng U trên Y. Cái này ta vừa dùng rồi đúng không? Cả ba biểu thức này đều đúng nhá. U thì bằng R nhân Y, R thì bằng U trên Y. Nhưng nếu người ta hỏi biểu thức định luật ôm thì bắt buộc phải chọn cái Y bằng U trên R. Đây là đúng về mặt toán học thôi. Còn định luật thì phải là Y bằng U trên R. Được chưa? Vì khi người ta đưa ra công thức, người ta đã đưa ra là Y bằng U trên R. Chứ đừng có cãi là về mặt toán học em quy đồng nhân chéo lên các kiểu vẫn đúng. Nhớ nha, chắc chắn sẽ gặp cái câu này trong trắc nghiệm đấy. Trong biểu thức này thì mọi người hiểu hết rồi, Y là gì, U là gì, R là gì rồi. Nhìn vào cái biểu thức này thì ta thấy Y và U tỷ lệ thuận vì cùng là trên tử đúng không? Y và R tỷ lệ nghịch vì gì? Một thằng tử, một thằng mẫu. Đúng không? Nếu R mà càng tăng thì Y phải giảm không? 1 chia 5 với 1 chia 10 có phải mẫu tăng thì giá trị của phân số phải giảm còn gì đúng không? Đây là toán học rồi đúng chưa? Như vậy là Y và R là tỷ lệ nghịch và Y và U là tỷ lệ thuận. Thế cái tỷ lệ thuận này chính là cái ở nội dung bài 1 ta đã học rồi. Y và U tỷ lệ thuận. Nhưng cái việc suy ra tỷ lệ thuận này không phải là từ định luật ôm mà ra nhá, mà là từ thực nghiệm. Người ta làm các thí nghiệm ấy, người ta nhận thấy rằng khi U tăng thì Y tăng. Tất cả phần lớn đến 80-90% các định lý, định luật ở trong vật lý là đều xuất phát từ các thí nghiệm mà ra, chứ không phải là một người người ta tự ngồi nghĩ ra được đâu nhá. Đấy. Hóa học và vật lý là đều là khoa học thực nghiệm, có nghĩa là làm thí nghiệm, làm rất nhiều thí nghiệm rồi mới rút ra được quy luật. Chứ nó không như toán học. Toán học là gì? Có rất nhiều định lý, định luật là ngồi tự suy diễn ra và đi chứng minh là đúng. Đấy. Thế thì đầu tiên là người ta làm rất nhiều thí nghiệm, người ta thấy rằng U tăng thì Y tăng và ngược lại. Sau khi có rất nhiều thí nghiệm như này rồi thì cái nhà bác học ôm này người ta mới tổng kết và đúc rút ra được cái định luật là Y bằng U trên R. Có nghĩa là ông ấy tìm ra được cái gì? Cái điện trở này. Được chưa? Chập chờn nữa. Ông ấy tìm ra được cái điện trở R là có mối liên hệ giữa Y và U. Có hiểu không? Cũng giống như mọi người nhớ Isaac Newton ấy. Trước khi Isaac Newton đưa ra định luật vật vật hấp dẫn thì ai chẳng biết rằng một vật lém lên thì rơi xuống. Đúng không? Bởi vì đấy lên tận thế kỷ như 16-17 rồi sao mà. Đấy, cái gì ở trên trời chả rơi xuống đất. Ví dụ con chim đang bay mà bị sao nó cũng rơi xuống đúng không? Lém một vật lên kiểu như rơi xuống. Ai cũng biết điều đấy là thực tế. Nhưng mà chỉ đến thời Newton thì ông ấy tổng quát lên được thành cái định luật là vạn vật hấp dẫn. Có nghĩa ông phát biểu, ông chứng minh được rằng mọi vật thì đều có xu hướng bị hút về tâm trái đất. Thế hình dung không? Có nghĩa ai cũng biết nhưng không đọc tên được nó, không chứng minh được điều đấy. Người ta vẫn nghĩ là hiển nhiên. Đấy. Cũng giống như bây giờ bọn em biết từ hiển nhiên là con người có thể đi bộ trên mặt đất được. Đúng không? Thế nếu sau này em chứng minh được hoặc là em có thể thực hiện được là đi bộ dưới lòng đất chẳng hạn thì loại khác thôi. Hoặc là từ ngay từ thế kỷ đầu tiên hình như là không nhầm là 15 hay sao ấy. Thì con người vẫn quan niệm là trái đất là gì? Hình dẹt mà. Có phải trái đất hình tròn không? Người ta vẫn quan niệm trái đất là một hình dẹt. Và chỉ đến khi là những cái nhà thám hiểm mà người ta đi thám hiểm bằng tàu ấy, đi trên biển thám hiểm tàu, người ta đi từ vị trí A. Người ta đi cứ theo một hướng nhất định. Và cuối cùng người ta thấy người ta vẫn vòng được về vị trí A, là quay trở lại vị trí cũ ấy. Thì người ta mới khẳng định được rằng gì? Đưa ra cái nhận xét trái đất là hình cầu. Vì chỉ có hình cầu thì mới có thể đi được gì? Trở về vị trí cũ. Đúng không? Và những nhà thám hiểm đầu tiên, kể cả những nhà khoa học đầu tiên đưa ra cái nhận định trái đất là hình cầu ấy, thì tại cái thời đó đều bị coi là điên rồ và đều bị xử phạt, có thể xử tội chết. Đấy. Nhưng sau này đến khi khoa học phát triển dần lên, có rất nhiều người ta công nhận cái lý thuyết đó, thì người ta mới nhìn nhận lại là trái đất hình cầu là đúng. Bọn em có thể về đọc lại lịch sử toán học, thì có những cái nhà khoa học, những nhà toán học thì đã bị chết vì cái suy nghĩ rằng trái đất hình cầu rồi. Đấy. Giống như kiểu người ta gọi là chân lý thì thuộc về đám đông. Ví dụ mình là người tốt mà một thằng nói mình xấu chắc là vẫn chưa sao. 10 thằng nói mình xấu bắt đầu là có người bán tín bán nghi đúng không? Cả tháng rồi, cả năm rồi thằng nào cũng nói mình xấu thì hóa ra là mình là thành thằng xấu. Đúng không? Người ta gọi lời đồn mà. Đấy. Tâm lý đám đông là như vậy. Được chưa? Một người nói không nghe đâu nhưng mà nhiều người nói, nhất là kiểu các đồng chí yêu đương vớ vẩn này đúng không? Ví dụ như một hai thằng muốn đi mua kích chẳng hạn đấy, bảo
thằng kia xấu lắm, xong lại nhờ thêm đám bạn vào cứ hở gặp thằng nào cũng bảo thằng kia xấu lắm yêu chị. Thế là chị dao động rồi, chị ăn kìa. Lung lay, bắt đầu lung lay dần dần, xong bắt đầu nghĩ ngợi soi mói. Ừ chắc xấu thật thôi, em chỉ coi anh là bạn, nhận quà xong hết rồi, chúng ta chỉ là anh em, được không? Hiểu chưa? Y tỷ lệ thuận với U và tỷ lệ nghịch với R. Đấy, có nghĩa là R tăng thì Y giảm, R giảm Y tăng, U tăng Y tăng, U giảm Y giảm. U tăng thì suy ra Y tăng này, U giảm thì suy ra Y giảm, R tăng thì suy ra Y giảm, và R giảm thì Y tăng. Để mình cái trả lời trắc nghiệm đấy. Ok nhá. Chữa bài tập cái bài 2 định chuột ôm nhá. Mọi người mở ra luôn này. Câu 1. Nội dung định chuột ôm là, nhớ rằng định chuột ôm của mình là gì? Y thì bằng U trên R. Như vậy, nội dung định chuột ôm là cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn thì tỷ lệ thuận với hiệu định thế và tỷ lệ nghịch với điện trở, đúng không? Em xem đáp án nào thể hiện ý đấy. Tỷ lệ thuận hiệu định thế và tỷ lệ nghịch với điện trở, như vậy là C. Đúng chưa? Câu 2. Lựa chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. Cái dỉu dây dẫn càng nhỏ thì dây dẫn đó dẫn điện càng tốt. Điện trở là khả năng cản trở dòng điện, đúng không? Điện trở càng nhỏ thì dẫn điện càng tốt. Như vậy ta có đáp án A. Điện trở của dây dẫn càng nhỏ thì dây dẫn đó dẫn điện càng tốt. Câu 3, đấy, vừa mới nói xong này. Biểu thức đúng của định chuột ôm thì phải là Y bằng U trên R, chứ không phải là gì? U bằng R nhân Y hay R bằng U trên Y vân vân gì đấy, đúng chưa? Câu 4. Một dây dẫn có điện trở 50 ohm. Y bằng 300 mili, mili thì đổi sang là 0,3 ampere. Hiệu điện thế lớn nhất, ta có U thì bằng gì? R nhân Y, đúng không? Lấy 50 nhân 0,3 có phải ra 15V không? Được chưa? Câu 5. Đơn vị nào dưới đây là đơn vị của điện trở? Dễ rồi, điện trở thì đơn vị phải là ohm. Câu 6. Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 12V thì Y bằng 0,5. Nếu 36V thì Y bằng bao nhiêu? Thế ta còn nhớ công thức không? Y1 trên Y2 bằng U1 trên U2, đúng không? U1 cho là 12 này, U2 cho bằng 36 này, Y1 là 0,5 này. Từ đây mọi người tính được Y2 chưa? 12 trên 36 là 1/3. Thế thì Y2 sẽ bằng 3 nhân với 0,5 thì bằng 1,5 ampere. Đúng chưa? Đấy. Ai không làm được thì viết vào nhá. Cho đồng chí Khôi nhớ chưa? Câu 7. Y bằng 1,2 U12. Muốn Y tăng thêm 0,3 thì ta lại có biểu thức gì? Thay số luôn nhá. 1,2 chia cho Y2 là 1,2 cộng 0,3 tăng thêm mà, thì bằng U1 là 12 và U2 đang cần tìm. Thế đây là 1,5. Em bấm máy đi. 1,5 nhân 12 chia 1,2 thế phải ra 15 không? Đúng không? U2 bằng 15V. Mà ban đầu là 12V thì đương nhiên đây phải là tăng 3V. Đúng chưa? Đấy. Thực ra đây chính là nội dung của bài 1 mà thôi, đúng không? Ai học bài 1 thì thấy giống hệt mà. Câu 8. 12V Y nếu giảm thì Y thì ta lại tương tự này. 0,3 là Y1 trên Y2 đang cần tìm thì bằng U1 là 12. U2 mà đây đang là giảm đi 4V thì còn 12 trừ 4 là 8. Thì ta sẽ có Y2 là 8 nhân 0,3 chia 12, đúng không? Y2 bằng mấy? Mấy? 0,2 à? Sao lại 0,2? Bấm đi. 0,3 nhân 8 chia 12. 12 mà chia cho 8 thì còn 3/2, đúng không? 0,2, Y2 bằng 0,2 ampere. Được chưa?
Như vậy ta có đáp án D. Tiếp tục câu 9. Ta có R2 bằng 2R1, U1 lại bằng 2U2. Khi đưa ra câu hỏi so sánh dòng điện qua hai dây dẫn đó, cường độ dòng điện qua R1 lớn hơn qua R2 hai lần vì U1 lớn hơn U2 hai lần. Cường độ nào, đáp án gì? Đáp án gì Huy? Ừ, cái gì định đoán bừa thôi hả? Huy gõ hết. Khôi, đáp án tính chưa? Chưa tính thì định đọc cái gì? Hùng, Hiếu, tại sao em nghĩ thế? Em phải chứng minh được rằng em nghĩ đúng. Ta vẫn có cái biểu thức này đúng không? Mặt khác ta lại có gì? Y thì bằng U trên R, đây là định luật ôm đúng không? Y bằng U trên R. Đúng rồi, từ lãnh giờ không đổi sang màn hình kia, đổi sang HDMI 1 cho anh. Đó, anh cầm, đưa cho anh Hải. Y bằng U trên R. Thế bây giờ mọi người mới nhìn, ở đây đang là so sánh cường độ dòng điện đúng không? Đang so sánh cường độ dòng điện. Thế ta có này, I1 thầy viết ở đây nhá. I1 bằng U1 trên R1. I2 bằng U2 trên R2. Được chưa? Bằng tiếp này. U2 bằng gì? Bằng U1 chia 2 đúng không? Thay vào nhá. U1 chia 2. R2 lại bằng 2R1. Thế suy ra được rằng gì? Đưa cái 1 phần 2 xuống sẽ là 1 phần 4 đúng không? U1 trên R1 là I1 chưa? Đúng chưa? Đây, U1 chia 2 mà chia cho 2 tiếp thì thành chia 4 không? U1 trên R1 chả là I1 à? Thế ta có I2 bằng I1 trên 4 thì I2 đang phải nhỏ hơn I1 không? Đúng chưa? Thế bây giờ ta mới xem là bạn nào kết luận đúng hay sai. Cường độ dòng điện qua R1 lớn hơn qua R2 2 lần. Đây phải là lớn hơn mấy lần? 4 lần. Thì lớn 2 lần này là sai nhá. Lớn hơn R2 lần vì R1 cũng sai chưa? Vì tóm lại là I1 phải bằng 4 lần I2 mà. Thế thì nó phải lớn 4 lần thì cả hai bạn đều sai. Được chưa? Chép nó vào đi. Chép vào đoạn này luôn không? Được rồi. Mấy cái biểu thức định luật ở trên công thức thì thôi. Chú Khôi hiểu chưa? Huy, Đức đều phải xuất phát từ biểu thức để tính ra chứ không phải em nghĩ thế. Em nghĩ em đoán thì tôi cũng đoán thế nhá. Tôi cũng đoán đáp án thế nhá. Câu 10. Câu 10 tương tự rồi này. Khóa K này có tác dụng gì nhỉ? Ở cái chương trình vật lý lớp 8 à, lớp 7 là bọn em học về cái phần điện thì bọn em phải học về các cái thành phần mạch điện. Một mạch điện tối thiểu cần thiết. Một là nguồn điện. Hai là dây dẫn. Ba là thiết bị tiêu thụ. Như vậy, để có một mạch điện đơn giản nhất phải có nguồn điện này. Phải có dây dẫn là chính là những cái đường thẳng này này để nó chuyển điện đi mà. Và phải có thiết bị điện này này. Là R. Còn vôn kế, ampe kế khóa K có hay không có, không sao cả. Được chưa? Đấy. Nhưng bắt buộc phải có nguồn điện, có dây dẫn và có điện trở, có thiết bị tiêu thụ đấy. Khóa K này có tác dụng là để đóng mở mạch điện. Được chưa? Đóng mở mạch điện. Thế thì khi khóa K mở thì đương nhiên dòng điện sẽ không đi qua. Thế ta mới nhìn nhá. K1, K2 đều đóng thì dòng điện sẽ đi qua cái gì? Đi qua cái R1 này. Nếu thay R1 bằng R2, so sánh. Nào, so sánh như nào? Đi. Hai khóa này chắc là vẽ sai thôi mà. Bởi vì nếu mà thực ra cũng không hẳn là sai đâu, mà cái khóa này thì nó chỉ để đo cái nguồn điện thôi. Giải thích cho mọi người này. Nếu K1 mở, K2 đóng thì dòng điện nó chỉ như này thôi đúng không? Khi đó vôn kế này đang đo hiệu điện thế của nguồn điện.
Được chưa? Còn nếu K1, K2 này đóng thì dòng điện sẽ đi qua cái này. Khi đó ampe kế sẽ đo cường độ dòng điện của R1. Cũng giống như em đang muốn xem là cái ổ cắm này nhà em bao nhiêu vôn ấy, thì em cắm cái ampe kế trực tiếp vào ổ cắm này luôn đấy. Đúng không? Chọc tay vào. Chọc tay vào mà thành người điện nhỉ. Nhưng mà chọc tay có khi không đủ can đảm, có thể về xem nhện này chuột, có thể cho chuột cắn đi thành người chuột đi. Nào bây giờ tính như nào? Thay R1 bằng R2 thì thấy Y này. Đây là vẫn là một mạch điện thì U này không đổi đúng không? Đúng chưa? Ta có này. Y1 bằng U trên R1 và bằng bao nhiêu đây? 0,5. Được chưa? Từ đấy suy ra U sẽ bằng 0,5 R1. Đúng không? Tiếp tục ta có Y2 bằng U trên R2 vì U không đổi mà, và bằng 1,25. Thế ta suy ra được rằng gì? Viết ở đây tí nhá. U bằng 1,25 R2. Hai cái U này giống nhau đúng không? Ta cho bằng nhau này. 0,5 R1 bằng 1,25 R2. Thế suy ra R1 đi chia R2 hoặc là bằng đi. Em lấy 1,25 chia 0,5 đi. 1,25 chia 0,5 bấm máy đi. 2,5 R2 đúng không? Thì ta thấy ngay đáp án B chưa? R1 bằng 2,5 R2. Được chưa? Xem vào. Thực ra đây đều là toán thôi mà, tỷ lệ nhé. Tính biểu thức Y1, tính Y2, suy ra U theo R1, R2 và hai U này bằng nhau nên cho nó bằng nhau là ra được. Nào, ai chưa biết thì chép vào đi. Như vậy ta chữa xong cái phần bài tập của cái định luật ôm rồi đấy đúng không? Bản chất của nó thực ra cũng không khác gì so với cái bài 1 là mối quan hệ giữa U và Y. Đúng chưa? Đó. Nên nếu ai mà học chắc được cái bài 1 rồi thì cái phần này lại rất đơn giản. Ok nhá. Mọi người tự xem lại đi, ai không hiểu bài nào thì hỏi nhá.